vậy nó ăn gì nữa chứ mặc nữa. Với lại khuya ăn cũng có nhiều đâu. Hầu rửa ít hầu. Một tiếng đi. Tí rửa. Còn tí hộp chút nữa. Sau lưng kìa, cái nút để trước mặt kìa. Bánh nó sao giống thằng kinh kinh ta. Bao nhiêu vậy? Nhiều mà. À cũng đúng thôi. Nó bán cũng ngang giá với trường thôi. Đợt đó đi trễ quá không có ăn sáng. Không kia ăn đại thử. Ai gì giá mất gì cổ khỏi mua nữa. Cái đợt mà trời mưa đó, cái đợt đó dậy trễ mà không có cục một hoặc không có gỡ mùng mà đợt đó do dậy trễ quá. Ghé canh chuyên thử, ăn thử giá mát cơm, ai gì giá như cái cổ hồi dẹp luôn. Ăn lần cho biết khỏi ăn nữa.
biết đâu nhiệt độ lên. Đúng rồi. Gì? Thuốc bôi miệng. Sao nghe có vẻ mới lạ ha. Nấu ăn được mà bữa nấu ăn bình thường. Sáng hai tiên nhớ bỏ xuống giùm nha, bỏ xuống vô bỏ được nấu được mà ăn được mà dâu bây giờ nấu dần thôi. Giờ đi làm thì đương nhiên nó phải khác thôi, bây giờ sao có là bình thường mà. Okay.
Tận hưởng mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng mua sắm trên di động Shopee. Dễ dàng tìm kiếm và khám phá các sản phẩm từ nhiều danh mục khác nhau. Nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm, hãy sử dụng tính năng trò chuyện để trao đổi trực tiếp với người bán. Sau khi đã đặt hàng, bạn vẫn được bảo vệ về chính sách Shopee đảm bảo. Chính sách này bảo đảm tiền của bạn sẽ chỉ được trả cho người bán sau khi bạn nhận được sản phẩm đã mua. Còn chần chừ gì nữa, hãy tận hưởng niềm vui mua sắm an toàn cùng Shopee ngay hôm nay. Tải ứng dụng Shopee về điện thoại của bạn ngay. Tận hưởng mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Bờ cho dù có phòng trống cũng không có ở. Rồi. Lâu quá rồi chưa ăn luôn á. Xào mì có ngon ta. Hello. Nhìn vào sáng giờ mới dưới nhớ ở chính xác có 2-3 phòng tắm. Nó dưới giờ đi rồi. Mà không muốn ở. Ở cái công rồi, trong đây cống tiền nữa. Cái không, ở chính xác. Thì tính ra mấy đứa đăng ký xong nó cũng tự dò đi vậy. Có vẻ là nó không quen ở hay sao á, kiểu vậy á. Do có nhiều đứa trong lớp nó mới đăng ký vô ở được nè, do có một vài đứa nó rồi đi rồi. Chắc là ở không quen hay là đông ai cũng không quen mà. Trứng gì với trứng cút mắc không? Mấy cái mấy chục, một chục bao nhiêu? Mấy trứng cút một chục. Không thì nên mua trứng vịt lộn. Cái trứng cút nó lỗ quá. Hai tiên nghĩ coi. Một chục dưới hai cái thấy nó hơi ngầu không? Đúng không? Nếu nói vậy thì hai cái trứng cút bự kia nó đã ăn lời hơn cả một cái. Hai cái trứng lộn bự kia đã ăn lời. Gì? Thì nếu như mà hai tiên nói một chục trứng cút đó thì hâu háo che gì mua hai cái hộp trứng lộn à, hai cái kia không sướng à, đúng không? Cũng lâu rồi chưa ăn mua. Chiều bao mới chuyển tiền xong chưa rút. Tiết kiệm lại cho hết tiền nhanh quá trời ơi. Đâu có xài nhiều đâu. Chỉ ăn sáng rồi đổ xăng ra bên siêu thị lâu lâu ra siêu thị đi mua đồ cái có gì đâu mà hết tiền. Đúng rồi, Sài Gòn khác chứ sao. Từ chuyện học, từ sinh hoạt ăn uống. Chứ nếu như mà hầu lâu mà biết học ở cơ sở 2 thì nhiều đứa nó đăng ký chợ nó rẻ ồ mà. Có đứa thì ăn ký, có đứa ở trọ 2,5 triệu mà có cái gác như nó có cái gác bình thường mà. Sao quay ở được? Không, ở chưa quen nên chắc chưa được đâu. Không phải là không ở mà chưa quen nên chắc không được đâu. Ừ cũng được. Để coi mua cái gia vị nào chấm cho nó ngon nha. Hay là mai ăn lạc lẽo ta. Ăn theo kiểu cơm với sú không nè, cái lạc nè. Bữa giờ không có nấu trứng, bữa giờ do có thịt nên không có nấu trứng. Ủa? Cơm ăn
Ăn gì? Một cá. Chả lụa. Mấy món là tôm. Chắc là mà từ từ cứ mấy ăn mấy món mà để lâu trước đã. Món mà lâu thì sẽ cá rồi nấu canh. À. Đừng có. Vừa da cá cục ít thôi. Nhiều lúc da cá cục cũng chưa ăn nè. Cua kiểu gì, bao nhiêu, giá bao nhiêu hả? Cái vịt lộn xào me với vịt lộn thường nó có hơn nhau bao nhiêu ngàn không? Trứng vịt lộn, cái trứng vịt lộn xào đó với cái trứng vịt lộn thường nó có hơn nhau mấy ngàn hay là hơn hay là không như nhau? Thì dường như sờ me nó mà bao nhiêu chắc cũng vài ngàn đúng không? Một hộp vàng.